Wow, các bác ơi, ngày hôm nay vào kho lục được một ít đồ các bác ạ. Đây, loa này, súp này, hoàn toàn chưa lau chùi, chưa vệ sinh gì luôn. Và trên video ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý hết cho tất cả các bác luôn nhá. Anh em ai cần cái gì, ai muốn mua cái gì, loa xịn luôn này. Loa súp lắc này, hàng về chưa vệ sinh, chưa lau chùi luôn này. Đấy, loa full Eric này, một thương hiệu của Mỹ này, em còn nhiều lắm các bác ạ. Đấy, và đang ở trong kho thì đương nhiên các bác nhìn thấy những cái vị trí nó rất là mất thẩm mỹ, mất mỹ quan các bác ơi. Và tuy nhiên thì em cũng đã nhặt ra được một ít, ngày hôm nay là thanh lý nguyên cả kho luôn nhá. Ai nhặt được cái gì các bác nhặt nhá. Đấy, các bác cảm thấy là cái sản phẩm nào ok thì các bác chốt, không ok các bác bỏ qua cho em Hiền. Và tuy nhiên trên video ngày hôm nay trên kênh Hiền Thanh Audio, rất mong muốn các bác một điều là anh em ai xem video là các bác phải xem hết thì các bác biết là cái con nào nó ra làm sao. Em sẽ bán cho các bác với thanh lý với giá rẻ. Còn các bác xem mà đột ngột các bác hỏi là con này là bao nhiêu tiền, em sẽ không trả lời đâu các bác ạ. Đấy, xem kỹ đi rồi bảo cho anh con này tên nó là gì, giá tiền bao nhiêu. Và không để mất thời gian của tất cả các bác nữa. Đầu like ngày hôm nay thì em Hiền sẽ giới thiệu sơ bộ về tất cả những con hàng, những cái mặt hàng, những sản phẩm trên video ngày hôm nay. Một con đầu tiên đó là con Logitech này, cao cấp hơn cả con Jaguar 506, hàng xịn của Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, con này con PA800 các bác ạ. Con này của nó công suất 1400W này, hàng xịn của Hàn Quốc này, mạch Class D này. Con mã số 1 này là 8 lít này, các bác bình tĩnh nha. Con số 2 này, một con Promen này, hàng xịn của Hàn Quốc luôn này. Bản này của nó là xuất thị trường Đài Loan và Trung Quốc, không có ở Việt Nam. Đấy, con này không xịn, không lấy tiền. Con này là 900.000 đồng này, con này chấp luôn cái loại Jaguar 203 luôn các bác nha. Mã này là mã số 2. Mã số 3 là một con Yamaha xịn của Nhật này, các bác nhìn này. Nhìn cái đồ của Nhật thì em nói thật các bác là bối rối quá. Đấy, hồi hộp quá. Bởi vì em nhìn thấy trông nó chẳng biết là bên trong nó có những cái gì nữa. Đấy, còn nguyên bụi luôn. Con này của nó là một con Yamaha Nhật xịn nha. Đấy, con này để cho bác với giá 7 lít này. Đấy, tiếp theo là một con Husan Hàn Quốc luôn các bác nhá. Con này của nó có hệ thống đèn mưa, có hệ thống đèn báo đầy đủ luôn. Đấy, anh em ai lấy em để cho bác với giá là 7 led này. Đấy, 700k này. Đấy, và anh em ai cảm thấy cái sản phẩm nào ok các bác bình tĩnh đợi em Hiền một chút để em Hiền giới thiệu lần lượt luôn nhá. Giới thiệu lần lượt luôn, các bác cảm thấy sản phẩm nào ok thì các bác chốt, sản phẩm nào chưa ok thì các bác bình tĩnh đợi em Hiền một chút. Đấy. Và phía sau này, một con EV Electrovoid của USA này các bác nhá. Một con EV. Đấy. Một con 3G của Đức này các bác nhìn, 3G của Đức này, hệ thống giải mã này, chip này dã man tàn đời luôn. Bụi mù nhá, chưa vệ sinh đâu các bác nhá. Đấy, một con ao long này, con này của nó cũng là con 3G, dã man luôn. Và tiếp tục đó là một con DA230 này, các bác nhìn thấy không? DA230. Thì con này, các bác anh em ai mà chốt các bác cứ bình tĩnh. Con này đánh full 30-40, ok luôn. Đấy, giá thành cực kỳ hợp lý dành cho tất cả các bác luôn nhá. Đấy, em Hiền xin đi phép đi vào nội dung chính ngày hôm nay. Đấy, con này của nó là một con PA800 các bác ạ. Đấy, con này của nó là con PA800. Đấy, bác nhìn cái hình ảnh mỹ quan nó bẩn, anh em thợ nó dọn dẹp thì nó em chỉ có chỗ này trống thôi. Đấy. Con này của nó thì là chạy mạch Class D các bác nhá. Các bác nhìn đây, vẫn nguyên bụi này. Hàng họ vẫn zin nguyên luôn. Và con này của nó là em về thì anh em thợ là chưa vệ sinh, chưa lau chùi, chưa test. Đấy, hệ thống ổn định nguồn này. Riêng Echo Revolt con này thì đỉnh đẳng cấp luôn. Nó hơn những dòng Amly 56 là nó có cả Revolt. Con này có Revolt chạy mạch Class D các bác nhá. Công suất của nó thì đạt tối đa cho các bác là 1400W, dã man chưa? Logitech con này của nó rất nhiều bác đang bán tầm khoảng 9 triệu 10 triệu. Nó còn đắt hơn cả những cái con Amly Jaguar và 506 luôn của tất cả các bác. Anh em ai lấy con này này, em chốt cho các bác với giá là 800.000 đồng. Trong tình trạng là lúc thì ra tiếng, lúc không ra tiếng, lột sọt loạt xoạt hoặc là không đóng le. Đấy, xem như em bán cho các bác với giá này là bán xác nha. Điện vẫn lên, lúc thì ra tiếng, lúc không. Đấy, mã số 1 800.000 đồng. Đấy. Mã số 2 là một con này của nó thì là chạy hoàn toàn bình thường các bác này. Tiếng tăm ok các bác ạ. Con này của nó là tiếng ngon. Đấy, tiếng tăm mạnh. Các bác nhá, hàng xịn luôn. Mất một nút em kiếm nút cho tất cả các bác nhá. Đấy, cái nút này của nó rút ra lấy lắp nút khác vào là ok. Con này mặt mũi sạch đẹp này, ruột gan zin đét 100% luôn. Đấy, con này còn là toàn sử dụng cái mên vỉ Echo của con cái gì biểu tượng của xe Queen à. Biểu tượng này là có xe Queen Vega đúng không? Đấy, đấy các bác nhìn đây này, ruột gan này, đấy, hệ thống sò đây. Tụ của nó là 613V, điện áp rất cao. Đấy, con này của nó là hàng nội địa của lưu hành nội địa Trung Quốc các bác nhá. Promen MA420D do hãng Jaguar sản xuất, tất cả đều có chữ Hàn Quốc đây.
Đấy, con này của nó là công suất của nó là 300W, đánh với lại bốt, đánh với BMB bao phi luôn. Con này thì một số chiếc áp nó hơi lẹt xẹt một chút trước khi gửi đi, em để cho các bác với giá 800.000 đồng. Con này chạy bình thường, ngọt ngào luôn, đúng không? Okay. Vệ sinh chiếc áp đi nhá. 900. Con này vệ trước khi đi là mấy chiếc áp này hơi sôi sôi tí này, hơi lẹt xẹt tí, em cho tí dầu vào vệ sinh cho các bác đi. Mã số 2900. Đấy. Mã tiếp theo này. Đấy. Là một con DA230, con này của nó rất mạnh luôn này. Con này mã số mấy đây? Con này của nó là mã số 4 đi. 4. Con mã số 4 đi, con này của nó là con DA230. Con này của nó là của hãng Kafan các bác nhá. Con này của nó là của hãng Kafan, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, mặt mũi của nó đương nhiên hàng bãi nó chảy xước nhẹ, không thể tránh được các bác ạ. Hàng bãi mà, nhưng mặt của nó còn đẹp. Con này của nó chỉnh tay 100% luôn các bác nhá. Con này của nó chỉnh tay 100% luôn, nhưng mà nó có hệ thống lưu nớt này, nâng tiếng này, đây là những đường âm thanh đầu vào, đây là tăng tông giảm tông, đây là vua mic to nhỏ và đây là nhạc to nhỏ. Con này mạch có lắp hát luôn các bác ơi. Công suất đạt tối đa của con này có thể lên cho các bác là 900W. Mắc nếu mà ở ngưỡng 4 ôm có thể lên cho các bác đến tầm khoảng 1200W. Bởi vì các bác phải nhìn qua cái tụ này. Tụ tốt con xịn của WebA. Trời ơi, 100V 10.000 microfarad. Lý do tại sao mạch có lắp hát nó có thể mạnh như thế, bởi vì nó sử dụng cái chip biến áp này. Con này của nó biến áp nó nặng lắm các bạn. Con này của nó biến áp tầm khoảng 8-9 cân. Đấy, chục cân cái biến áp này. Đấy, nó có cái vỉ để lọc tiếng là hỗ trợ chống hú chống thít nha. Nhìn chung như con này của nó trước khi gửi đi là sẽ vệ sinh, lau chùi sạch sẽ và cho các bác xem đằng sau đít đây. Con này các bác có thể chơi được cả full 30, chơi được cả full 40 luôn các bác nhá. Con này thì công suất tiêu thụ điện của nó là 700W. Các bác ạ. Công suất tiêu thụ điện của nó là 700W và công suất hoạt động liên tục của nó có thể là 700 cho đến 900W. Anh em ai lấy con này này. Full 40, full 30, côn 76 quay đầu các bác đánh con này quá ok luôn. Con này hoạt động hoàn hảo nha, có hệ thống hỗ trợ chống hú chống rít nha. Tiếng tăm cực hay. Một con duy nhất em để cho các bác với giá bục mặt luôn nè. Đấy, 2.300.000 đồng. Đấy, bao vận chuyển luôn. Anh em ai chốt con này các bác lấy luôn nha em Hiền. 2.300.000. Các bác nhá. Giá này nó bình thường hôm trước bán 28 à. Trước đây em Hiền bán là 2.800.000 các bác nhá. DA230 rút máy hơi. Đấy, DA230. Đấy, mã số 4. Đấy. Và tiếp tục này, mã số 3 em lên cho các bác là một con Yamaha. Con này của nó là em nói thật các bác là hoàn toàn là chưa test luôn, nói sai mất lộc. Đấy, hoàn toàn chưa test. Con này của nó là một con âm ly xem phim các bác nhá, Cinem này. Đấy, con này của nó là con RXV793. Các bác có thể kết hợp nghe nhạc, xem phim. Đấy, dòng này của nó là hàng xịn của Nhật. Và em nói luôn là con này của nó là zin đét 100%, em Hiền hoàn toàn chưa test. Ai lấy con này em để cho các bác với giá 700.000 đồng, anh em về tự kiểm tra. Bởi vì đối với những dòng này của nó là hàng xịn của Nhật luôn các bác nhá. Điện 220 này, điện 4 cầu. Con này 110, 120, 220, 240, điện 4 cầu. Bác thay đầu điện đây này, nhưng mà tránh tình trạng cắm nhầm nhá. Đấy, đây là hai đường bên chính chạy hai cầu loa này. Con này ruột gan đẹp lắm các bạn. Anh em ai lấy em để cho các bác với giá 700. Đấy, xem như là bán cho các bác với giá đồng nát đi. Đấy, anh em ai không kiểm tra về lấy linh kiện cũng sướng. Mặt mũi của nó đây các bác này. Đấy, mặt mũi còn đẹp nhá. 700.000 đồng mã số 3. Và mã tiếp theo. Đấy, là một con ao long này, lên luôn này. Đấy, quay trong kho thì các bác biết rồi, chưa vệ sinh một tí nào nữa nhá. Một con ao long K200 thì các bác biết con này của nó là con 3G các bác. Con này của nó hàng xịn của 3G, một thương hiệu đến từ Đức. Đấy, con này của nó chấp luôn cái loại âm ly 506 luôn. Con này mạnh lắm, anh em chơi full 25 30, côn 76 quay đầu là đánh rất sướng. Đấy, nhìn cái nội thất của nó thì em cũng thấy là nó khá là dã man. Đấy, Professional này, âm ly power này, K250F. Đấy, con này của nó là tiếng tăm hay nhá. Có một con thôi bác ạ, em bán lẻ lu này. Con này của nó là cái thương hiệu là của 3G Đức này. Đấy, con này hai cầu điện 115V, 230V. Con này các bác chơi loa BMB, loa bốt càng hay. Đấy, còn full 30, full 25 các bác lấy con này. Trước khi gửi đi thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ và em bán cho các bác với giá con này là 1.900.000 đồng. Ai lấy con này các bác lấy này. Wow. Rẻ hơn cả một con âm ly chợ luôn. Rồi, hàng bãi xịn các bác nhá. Biến áp nguồn xuyến. Đây. Vẫn bụi nguyên các bác ạ, chưa vệ sinh luôn. Biến áp nguồn xuyến. Một con K200. Đây, mặt mũi đây. Chỗ này của nó là hơi chầy tí là anh em thợ sẽ vệ sinh cho tất cả các bác yên tâm. Đấy, mặt mũi ở bên trong thì đẹp. Đấy, có cả hệ thống music tổng này, mix master này, echo này. Đấy nhá. Con này chỉnh tay 100% bằng tu vít hai cạnh. Đấy, tức là tu vít chống trẻ em á, chống sờ chống mó.
Đấy, anh em ai lấy này, mã số 5 là 1,9 triệu. Đấy. Mã số 6 là một con EV. Một con EV, một thương hiệu đến từ Electrovoil. Đấy, Electrovoil nó là một thương hiệu của Mỹ các bác ạ. Đấy, thì như con này, mặt của nó là còn rất đẹp. Đấy, Revolt DSB24. À, cái gì đây? Đấy, con này của nó, nếu các bác ấn vào nút này là nó tắt từng kênh nhá. Con này của nó chạy hai kênh riêng biệt và ấn vào nút này là nó tắt từng kênh luôn. Nếu các bác ấn hai cái mất tiếng luôn. Cái này của nó là có một cái nút bấm nữa các bác này. Nó rơi ra em sẽ có nút bấm lắp vào cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, con này của nó là DJ Control này. Đấy, đây là các bác có thể cắm cả line nhạc vào đây luôn. Đây là DJ Control. Đấy là toàn bộ là chỉnh bass, chung tép. Đấy, mic là bằng nút vặn. Đấy, kết hợp thêm cả những thu vít hai cạnh để các bác chỉnh những cái nốt ẩn này này. Đây là to nhỏ của nhà. Mic echo. Đấy, con này mặt mũi rất đẹp, mặt phanh nhôm. Trước khi gửi đi là lau chùi sạch sẽ và cho các bác xem qua về nội thất của con này. Đấy, EV thì các bác nhìn nó đẳng cấp rồi, ruột gan, cái bảng dài mã nó các bác nhìn thấy không? Đấy, biến áp nguồn xuyến nhá. Đấy, con này của nó thì chạy 8 sò trường các bác ạ. Trông có vẻ là rất là hầm hố và phía sau đít của nó đây. Đấy, cho các bác xem này, EV này. Đấy, Echu. EV Echu. EV nhá, Echu. Đấy, hai cầu loa đây. Ô, con này điện chạy điện 220 luôn các bác nhá. Nó có hai bản, một bản này. Như dòng này của nó là EV nhưng mà nó được sản xuất Nhật này, Japan Nhật này. Thấy không? Đấy, các bác nhìn thấy không? Con này của nó thì là quá là mạnh mẽ luôn. Anh em ai lấy con này này, các bác chơi những dòng loa full 30, full 25 đấy, hoặc là những dòng loa nằm công suất vừa đấy, và nhỏ thì các bác đánh con này cũng rất là mạnh. Đấy, thậm chí kể cả những dòng loa 40 mà côn nhỏ nhỏ vừa vừa các bác đánh vẫn được. Con này đẹp. Đấy, một con duy nhất em để cho các bác với giá là 2 triệu. Anh em ai chốt con này 2 triệu bạc này. Giá rất là rẻ. Hàng bãi thì đương nhiên là xuất sát nhẹ không thể tránh được, đúng không? Đấy. Tiếp tục này, em lên cho các bác một con 700.000 đồng là mã số mấy đây? Một con 700.000 đồng. Mã số 7. Mã số 7, đúng không? Con này của nó là hiện tại là không đóng le các bác nhá. Không thấy ra tiếng, em cắm điện lên, hệ thống đèn mưa đầy đủ. Em bán cho các bác với giá xem như là bán thanh lý, bán xác luôn. Con này ruột gan vẫn còn đẹp. Các bác, ruột gan vẫn còn đẹp. Anh em ai chốt con này về các bác tự kiểm tra, tự nghiên cứu. Mã số 7 chỉ có 700.000 đồng thôi. Có hệ thống đèn mưa đây các bác này. Đây. Con này là con Husan các bác nhá. Husan xịn, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Biến áp đây, một xuyến ruột gan mới con. Mà lại cắm không thấy ra tiếng các bác ạ. Điện lên không thấy ra tiếng. Em bán thì các bác với giá xác rồi, đúng không? Và một con cuối cùng ở trên video của em Hiền, đó là một con 3G DA3200. Đúng chất 3G. Đấy, đúng chất Đức, đúng không? Con này của nó hoàn toàn là chưa vệ sinh này, các bác nhìn này. Đấy, chưa vệ sinh đúng không? Thấy không? Đây là effect này, mic này. Đấy, music này. Còn con này của nó là có một cái hệ thống input đây. Đấy, con này của nó thì anh em ai lấy em để cho bác với giá 1 triệu này, chưa test. Mặt mũi con này vệ sinh sạch là đẹp luôn các bác nhá. Mạch của nó mạch còn lát hát, cực kỳ là dã man luôn. Các bác, mạch của lát hát, chạy chip Yamaha. Chuẩn xịn 3G. Đấy, chuẩn xịn của 3G luôn. Đấy, hệ thống quạt gió nó nằm bên trên này các bác này. Đấy, vì giải mã này con này âm thanh xuống sâu lắm. Hệ thống lọc điện này. Anh em ai lấy con này em bán cho các bác với giá là bán xác luôn nhá. Đấy, con này em hoàn toàn chưa test. Chứ là không công bố được tình trạng. Ồ. Con này có nó 1.000 à? Con này có nó 1.000W nhé. Chạy điện hai cầu các bác nhá. Anh em ai lấy con này em để cho các bác với giá 1 triệu. Anh em về tự kiểm tra nhá. Đấy, mạch có lát hát. Chất 3G thì các bác biết rồi. Nó đẳng cấp rồi. Loa 3G nó cực đắt. Loa B3 cực đắt luôn. Đấy, con này là mặt mũi vệ sinh phát là sạch luôn. Tất cả các bác, anh em ai đang xem video thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để ngoài tiêu đề. Ai chưa like thì các bác like cho em Hiền. Ai chưa đăng ký kênh, các bác đăng ký kênh ủng hộ em Hiền. Và các bác nhớ bật chuông thông báo lên để theo dõi những video tiếp theo. Và trong những ngày tới thì em Hiền thanh lý rất là nhiều các loại loa. Đấy, súp, đẩy, vang, mic vào những ngày cuối năm. Rất mong tất cả các bác chúng ta sẽ ủng hộ em Hiền nhá. Đấy, chào tất cả các bác nhá.